Quý vị, chiều nay, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh đã đi thực tế kiểm tra hai dự án xây dựng nút giao thông An Phú, thành phố Thủ Đức và dự án nâng cấp đường Lương Định Của, đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã đến kiểm tra dự án nâng cấp đường Lương Định Của, đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định. Phạm vi nút giao thông Trần Não Lương Định Của đã thi công hoàn thiện. Hiện nay nhà thầu đang tổ chức thi công khoan cọc CDM và các hạng mục tiếp theo để hoàn thành toàn bộ phía bên phải tuyến của gói thầu trong tháng 9 năm 2024. Đối với phạm vi từ đường Trần Não đến đường Nguyễn Hoàng còn vướng 3 hộ dân, thành phố Thủ Đức và chủ đầu tư đang phối hợp tiếp xúc vận động hộ dân bàn giao mặt bằng. Dự kiến bàn giao mặt bằng trong tháng 4 năm 2024 và hoàn thành công trình vào tháng 1 năm 2025. Thì coi như là 30 tháng 4 là đối với hai hộ dân, đối với điều chỉnh quy hoạch là xong. Thủ Đức tiếp cận với các cái phương thức giải phóng mặt bằng hiện nay để có thể là chuẩn bị trước pháp lý rồi có thể làm tiến hành song song đồng thời. Và cái thứ ba nữa là bên chủ đầu tư sẽ bàn bạc để làm các cái thủ tục điều chỉnh tăng vốn. Thứ hai nữa là về phương án thi công là phải tính làm như nào để chuẩn bị các phương án có thể chỗ này nó không đụng gì mặt bằng thì thi công trước. Đúng không? Tức là làm sao để cho nó đảm bảo đồng bộ được cái tiến độ của nút An Phú và cái đường Lương Định Của này phải thông để nó vừa hoàn thiện cái công trình này nhưng mà nó phát huy toàn diện cái nút An Phú này. Tại dự án xây dựng nút giao thông An Phú, thành phố Thủ Đức, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện việc xây dựng dự án nút giao An Phú diễn ra cơ bản theo tiến độ. Tuy nhiên, ban cũng đã trình bày một số khó khăn vướng mắc kèm kiến nghị để dự án có thể được hoàn thành theo tiến độ đề ra. Hiện nay một ngày và từ đây đến Tết thì cái tốc độ lưu lượng có thể là 20.000 cái container đi qua đây mỗi ngày. Thành ra là hiện nay với cái mật độ như vậy thì rất khó cho cái việc mà vừa thi công đẩy nhanh mà vừa đảm bảo cái giao thông nó không bị ùn tắc. Thì hiện nay có mấy giải pháp, một là sở thông ủy ban đang rà soát để có thể tắt xe máy và chúng ta phân luồng từ xa ở các cái, thay vì xe máy không đi vào nút giao mà có thể đi trong các cái đường liên kết này. Cái thứ hai nữa là bàn thật kỹ cái biện pháp để mà có thể vừa lấn dần ra cái ngã nút giao vừa kết hợp với thi công. Còn cái khu đồng nhân cống này thì ban đã họp sơ bộ với sở có phương án táo bạo hơn là đóng cái nút giao này giống như là Nguyễn Linh. Thì nếu chúng ta đóng nút giao này thì chúng ta vừa thi công được toàn bộ các cái nút hầm chìm, vừa thi công toàn bộ các cái mố trụ của hai cái nhánh hầm N3, N4. Thì trong trường hợp này thì sẽ phấn đấu là cái hầm này thì là tháng 6, nhưng mà hai cái nhánh cầu này thì có thể là hoàn thành vào tháng 9 năm sau, có thể rút ngắn hơn được khoảng 2 tháng. Thì chỗ này là ta nghiên cứu theo phương án là đóng cục bộ đi tới đây quay đầu, còn thủ tục gì đó để cho container vào đây thì sở giao thông chủ trì rồi đề xuất. Còn liên quan tới chỗ này là chúng ta không thực hiện giống như chỗ cái nút đồng cống này được, mà là chúng ta phải vừa điều tiết điều phối giao thông và tổ chức phối hợp với nhau trong tổ chức thi công. Thì như vậy đó là chủ đầu tư phải làm việc với các cái đơn vị, các nhà thầu. Anh làm trước là anh phải tổ chức xe máy, nhân công, mọi chuyện anh đẩy nhanh. Và cái gì đồng thời được, cái gì song song được, nhưng mà cái anh đi trước là phải đảm bảo được tiến độ. 30 tháng 4 năm sau là mình phải có cái để mình khánh thành. Rồi phải hoàn thành với cái tiến độ và chất lượng cho nó đúng xứng tầm với công trình. Nút giao An Phú là nút giao thông quan trọng đặc biệt ở cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh, là điểm đầu tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây kết nối với những đường trục chính, nên thường xuyên diễn ra tình trạng xe cộ rồng rắn nối đuôi nhau vào giờ cao điểm. Chính vì vậy, khi nút giao này được khởi công xây dựng vào cuối năm 2022 với thiết kế hiện đại bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, đây là dự án nhận được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, các đơn vị cần phối hợp để nhanh tháo gỡ những khó khăn, hoàn thành đúng tiến độ đề ra và bảo đảm mục tiêu nơi đây sẽ trở thành nút giao hiện đại bậc nhất.